bây giờ đi vô lại bang này. Đấy, gặp lại đây. Đây. Đóng chưa? Tôi nói là Lim nói đi. Rồi. Chào anh. Dạ. À, tới lâu rồi hả? Dạ. Tới lâu rồi hả? Mình đứng đây. Ồ, hồi nói mình vô lấy cái bàn trước hay sao? Đi vô lấy bàn trước rồi chụp hình sau hả? Ồ, còn lấn này, còn một lấn này. Còn 18. Hai ai? Bàn 48 năm đó. Bàn 48 năm trong đó hả? Có. Mình chiếm bàn đây em. Cái tiệc kia này nếu mà không đến đây tham dự đó thì là một thiếu sót à. Đến đây rồi mới thấy để mà học hỏi này một cái thiếu sót họ à, lấy luôn ngại lấy luôn hết cái trong phòng ở nhà hàng này luôn 800 người rất. Chơi vậy mới chơi đó. Ra lại đăng để coi hỏi tụi phường Nguyễn Hằng đô tụi hả? Không thì nói ra nói hỏi tụi phường Hằng ngồi chỗ nào cái đó là ăn appetizer chơi. À, hồi xưa người là ngăn cái phong ra đây, kéo lên chợ, kéo cái mang xuống này, kéo cái khung này xuống đấy. Bên kia là người cưới, con này đó. À, bên kia người cưới. À, bên kia người cưới. Anh đi. Bên Đức luôn.